Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DK Eyebrow Beauty nhé. Hôm nay thì bên mình đang muốn khoe cho mọi người xem một cái sản phẩm vừa được thực hiện bởi Master Hoa Minh Vương. Và trước khi mà mình phân tích kỹ hơn về cái sản phẩm lông mày thực hiện làm bởi công nghệ Hair Shop của bên mình ý, thì chúng ta cùng trò chuyện với bạn khách hàng một xíu nhé. Chào bạn để cho mình biết là bạn tên là gì và bạn đến từ đâu được không ạ? Xin chào, em tên là Linh. Tại là em ở 136 Vũ Tùng Mậu, không bắt cái điểm. Vâng, Linh à, không biết là lý do gì mà Linh lại biết tới DK nhỉ Linh nhỉ? Thì tại là em biết chị Vương qua Facebook ạ. Xong em cũng biết trang bếp mình qua Facebook nữa. Đấy, em cũng theo dõi trang bếp mình khoảng 1 năm nay và hôm nay thì em có cơ hội đến đây ra. Vậy ạ, theo dõi nhà mình rất là lâu đúng không? Thế không biết là khi mà theo dõi sản phẩm của DK cũng như là chuyên gia DK ở trên Facebook ấy, thì bạn có cái cảm nhận như thế nào, có đánh giá như thế nào? Hiện tại thì từ ngày trước em đã theo dõi chị Vương ấy, cũng như là những cái cao mà bên mình đã làm ấy, và em thấy rất là đẹp, cũng ưng ý. Ngày hôm nay thì được đến đây làm em thấy nó cũng không đau như kiểu lúc mà mình chưa đến ấy. Em rất là sợ đau và cũng sợ là nó không được như mong muốn, nhưng hiện tại thì sau ca này làm xong thì em thấy rất là ưng ý. Không biết là hôm nay khi mà tới trực tiếp cơ sở của bên mình thì Linh có cái cảm nhận gì không, so với những cái mà mình đã theo dõi trên Facebook thì nó có khác nhiều không hả Linh? Hiện tại thì đây em thấy các anh chị và nhân viên đây phục vụ rất là nhiệt tình, cũng nhẹ nhàng nữa. Trước khi mà tới DK thì Linh đã tìm hiểu về làm lông mày lâu chưa? Bạn lo sợ điều gì nhất khi mà bạn làm lông mày? Hiện tại thì em sợ cái thứ nhất là đau. Cái thứ hai nữa là nó không được như mong muốn, vì em thấy cũng nhiều người làm lông mày cũng bị hỏng ấy. Có những chỗ làm thì nó cũng bị đậm, bị nhạt nữa. Nên là em rất mong là đôi lông mày của mình nó được tự nhiên nhất có thể. Theo dõi bên trang mình là em thấy phù hợp với tất cả các tiêu chí mà em muốn làm. Cảm ơn Linh. Vậy không biết là với cái dáng lông mày mà hôm nay được chị Hoa Minh Vương thiết kế cho mình ấy, thì Linh thấy như thế nào? Em thấy rất là ưng ý rồi. Và trong quá trình làm thì sao, Linh có thể chia sẻ cho mình cũng như là các bạn đang xem livestream mà biết không ạ? Trong quá trình làm thì em thấy từ khâu nhân viên này, các anh chị ủ tê này, xong rồi sau đấy là làm cho em bước 1, bước 2. Em thì rất là nhẹ nhàng, không có một chút đau gì hết. Vâng, cảm ơn Linh nhá. Bây giờ em mời kính quay sát vào tình trạng da của bạn Linh. Bạn Linh da rất là nhạy cảm, trên là đòi hỏi không những là chuyên gia phải có tay nghề kỹ thuật cao ấy, mà để thiết kế được cái dáng lông mày cũng phải có cái gu thẩm mỹ rất là tốt thì mới thể xử lý được ca này. Và như mọi người có thể quan sát này, lông mày của bạn Linh thì sợi lông mày rất là đen, nhưng tuy nhiên thì rất là thưa, chỉ có một vài sợi lông mày ở đầu thôi, và đây hoàn toàn là những cái sợi được chuyên gia bên mình làm cho bạn Linh nhá. Bên mình hôm nay làm cho bạn Linh công nghệ Hair Shop ấy. Đây là cái công nghệ mà rất là nổi tiếng ở bên mình. 99% khách hàng đến đây là sử dụng cái công nghệ này. Và ngoài ra đấy ạ, là công nghệ này không chỉ riêng gì ở Việt Nam đâu, mà trên toàn thế giới nó cũng đang rất là hot. Và DK đã cập nhật để làm đẹp cho khách hàng. Bởi vì ở Việt Nam mình thường là chúng ta nhìn thấy không riêng gì bạn Linh đâu, bản thân mình đang livestream cho các bạn này cũng như rất nhiều chị em khác, là cơ địa da chúng ta thiên về dầu này. Và khí hậu Việt Nam mình là khí hậu nóng ẩm, nên là lông mày ấy, nó sẽ nhạt rất nhanh. Nhưng mà với cái công nghệ Hair Shop này thì nó đáp ứng được cái nhu cầu của chị em Việt Nam, và chúng ta sẽ chơi trung bình là khoảng tầm từ 1 năm rưỡi đến 2 năm nhé. Và đối với góc mực của DK thì DK cam kết là sẽ không bị trổ xanh, trổ đỏ này. Và sau cái khoảng thời gian như mình vừa nói đấy, nếu như khách hàng nào mà muốn quay lại bên mình để điều chỉnh cho lông mày của chúng ta đẹp hơn, mới hơn, thì chúng ta sẽ chỉnh cần dậm thêm lại thôi, chứ không cần phải hút sửa đi như là những cái góc mực mà kém chất lượng nữa nhé. Và không biết là qua livestream này thì Linh có điều gì muốn gửi gắm tới đội ngũ nhân viên của DK cũng như là chị Hoa Minh Vương không ạ bạn? Vậy em rất là cảm ơn đội ngũ nhân viên bên mình và chị Hoa Minh Vương đã tạo cho em một cái lông mày rất là đẹp và ưng ý này. Tại vì em muốn làm như này từ để mình có thể chơi Tết. Thì hiện tại em rất ưng ý với cả đôi lông mày này, và rất cảm ơn các anh chị nhân viên đây cũng như chị Hoa Minh Vương đã cho em một bộ lông mày ưng ý nhất. Vâng, cảm ơn Linh nhá. Và đây là cái thời điểm vàng để cho chị em chúng ta làm đẹp để đón Tết giống như bạn Linh đấy ạ. Và hiện tại là DK thì đang có cái chương trình ưu đãi giảm giá lên đến 40% cho tất cả các dịch vụ. Đối với dịch vụ Hair Shop thì bên mình có giá niêm yết là 7 triệu, và giá sau giảm sẽ chỉ còn có 4,2 triệu thôi. Vậy nên là nếu như chị em nào đang có nhu cầu làm đẹp cho lông mày, môi và mí của mình giống như Linh thì mọi người hãy nhanh tay đặt lịch qua fanpage DK Eyebrow Beauty. Hoặc nếu như số lượng tin nhắn bên mình lâu quá ấy, khiến mọi người sốt ruột, mọi người có thể gọi trực tiếp qua hotline 0923100000 để được đặt lịch nhé. Cảm ơn Linh, chúc bạn sẽ luôn xinh đẹp, và mong rằng là trong thời gian tới thì Linh sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè tới DK nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.